Hey, hồi xưa không quan tâm gì tới tụi bay hết, nhưng mà bây giờ tụi mày là ân nhân cứu mạng của tao. Cậu Vĩnh, đứng yên ở đó. Gì với quán thế ghê vậy? Trời ơi, ông chủ á đặt bẫy hết trơn vườn chuối này rồi hả? Đâu đây nè, dưới mấy cái lá khô này nè. Kiếm cách nào giúp tôi đi, đứng cái thế này nguy hiểm quá. Thôi cầm đỡ cái cây này đi, nhưng mà đứng yên luôn nha, không được chúng nhích nghe chưa. Rồi sao tí tôi đặt bẫy như vậy? Để ngăn chặn cái bọn trộm chuối đó. Trời đất ơi, ông tí ông có nghĩ cho tôi hay gì? Đâu mà có đâu, cái hôm mà đặt bẫy á, ông chủ có thông báo hết cho mọi người trong vườn rồi và phát cho mọi người một bản đồ. Nhưng mà chắc là cậu Vĩnh không có mặt ở đó. Trời ơi, chết tôi. Nói nghe. Dạ. Nói cái gì đó, cái gì đó hồi nãy nói đó. À, cái bản đồ. Trời ơi. Để đây mà nãy giờ có tổng cộng đâu tới 7 lần 7, 4999 cái bẫy đận. Hả? Tôi coi thử coi nè. Hướng Bắc nè. Bản đồ này coi sao ta? Là sao? Hướng Bắc nè. Hướng Bắc là ở đây. Cậu. Trời ơi. Thì bây giờ mình cứ tính theo ví dụ như là bây giờ. Ủa mà giờ đứng trong cái vườn chuối biết chỗ nào là bắt tay trời. Trời đất ông thiếu tôi ông dạy cái gì mà toàn ao vuông không biết đường đâu mà lận trời. Nó xạo đó cậu Vĩnh. Chứ chứ là trong đây không có cái bẫy nào hết á. Cậu cứ đi đứng bình thường đi. Thiệt đó bác hai. Ừ thiệt. Bác hai đừng có dụ con nghe. Mày vẫn ác quá. Đâu có đâu. Con thấy ổng ở Sài Gòn mới về. Tính chọc ông chơi thôi à. Mày thiệt. Ai về ông sợ thiệt. Quýu bây giờ chứ có nghĩ vậy. Mày dụ tao mày. Trời ơi. Có làm mày giỡn hả? Giỡn cái gì kỳ cục vậy? Giỡn mà lấy sinh mạng người ta ra giỡn. Thằng ơi. Hả? Ủa gì là có bẫy thiệt nè. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn dương. Khóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.